không giờ phải có nước. Vừa anh Dương là ngoài cũng giáo viên chưa cửa, nay cũng như cửa. Chào.
chào bà sư, chào bà. Anh chào nhé. Hôm qua cũng mới chia sẻ hình ảnh thì mình phát buồn đấy. Anh là mới đi mang đèn mới giờ tới sáng đây thôi. Cho nên mới tranh thủ vận động ít quà tóc gạo rồi nữa mà bố trí xuống giúp đỡ một chút. Nhưng anh Dương Quang là em là một anh rồi. Hôm qua gia đình là cái núi hết rồi các anh. Việc viên thì là việc hồi đó là cũng như là đi đồng với vận động như là các mạnh thường quân trong đó bây giờ là nhanh tin nhất là ngày trước đặc biệt là đi công tác thì ngày trước là có một số món quà tức là chỉ sẽ giúp gia đình là một triệu tiền mặt của các phật tử đó là ngoài ghế trong chùa đấy đóng góp như là thêm đồ dùng chăn áo quần đồ dùng áo tôm giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn thế này đó. Là báo cho bí thư chi bộ ở chính quyền xã cần cái tấm lòng của là nước là của như là các một tí khách để giúp cho gia đình là tôi như cái bếp như là cái khó khăn này là anh Dũng hay xin anh chia sẻ hình ảnh mời Dũng lên anh Dũng đại diện nói đôi câu đại diện cho bên nhà chùa đoàn Dũng tức là hôm qua là nghe tin tiếng là họ linh tặng cái nó đưa cái hình ảnh là cái nhà đang cháy ấy mà chủ nhà nó khóc quá thế là đưa tin tốt hôm qua là kịp thời là báo ngay cho thầy trước mang từ thiền của nó chùa Mỹ Thạch thầy trước là lúc đấy em đang công tác ở đây Con Tum chạy về kịp thời để là cứu trợ thì tinh thần là cứu hỏa mà cứu cháy mà đồng bào gặp cái hoàn nạn khó khăn thế này thì được Hội Chữ Thập Đỏ trực tiếp cũng thông báo nữa và báo cái địa phương là chiều hôm nay đoàn cấp tốc về để mà lấy cứu trợ thì trước hết là khi thầy thức cũng đã nói rồi chia sẻ với khó khăn cho đồng bào đây là một cái rủi ro là có thể nó hết sức là lớn khi nhà cửa đây cháy hết rồi lúa rồi cháy sạch hết rồi không còn cái gì nữa cả mình thấy cái hoàn cảnh hôm qua là bây giờ như thế đó đoàn cũng chia sẻ và có một cái món quà của thầy thức cũng như phật tử cứu trợ gia đình vượt qua cái khó khăn này và cũng tin tưởng là sau cái đợt có thể thức thì chắc chắn là sẽ có địa phương chính quyền sẽ các đoàn thể giúp để cho gia đình vượt qua cái khó khăn đây là cái rủi ro mà hết sức lớn đoàn xin chia sẻ và cũng mong là công dân làng cũng hết sức là giúp đỡ thấy cái hình ảnh như thế này thì thầy là mọi người cũng rất là cảm động các đồng chí bí thư chi bộ rồi thôn bà con dân làng giúp nhanh thực ra mà nói là các ban ngành ở xa không có bằng cái tình cảm cái sự chăm lo giúp đỡ của bà con trong xóm gì với cái tinh thần của nhau lái như thế này cái sự lãnh đạo của các quân thể tôi là vị thư chi bộ của làng quanh sinh nghiệp đúng như ngày hôm qua đấy, nhà nó sang núi và rồi là nó chìm là bị cháy mà trong lúc 10 giờ 10 phút đấy là nhà bị cháy còn hồi chìm á là đi đón con 10 giờ 20 cuối cùng từ Hoa Phường về cuối cùng ấy, thấy nhà lại xanh sạch sành xanh không còn cái nhà nữa đấy, kê cái tài sản nhà của họ trước đây á là làm cái nhà gác 200 triệu và các tài sản khác nữa trong còn tất cả là 289 triệu đó, và chúng ta có thể trong còn lại là 300 triệu và kê cả hồ sơ giấy tờ chứng minh cái gì đó là một hết và cái gì chính quyền là người nước phải quan tâm làm giúp đỡ cho cái hồ sơ căn cước công dân hồ sơ gì đó là gì đó là thứ nhất cái thứ hai nhà của họ đây như lúa để như gà ở đây này trong ngày nào hay ngày đó và đặc biệt đấy là nhà nước và nhà hảo tâm quan tâm nhiều hơn đặc biệt là
Đấy, nhà chùa Thầy Ước và anh Dũng hoặc là tất cả ở Gia Lai mình đó, là những cái hoàn cảnh như thế này phải lắm thì chúng ta cùng đồng lòng chung sức, kể cả xa Hà Bắc đây á, tất cả chúng ta phải hỗ trợ. Người có một bao gạo, người có một bao lúa, người có 100, 200 nghìn á, phải đồng lòng chung sức hỗ trợ cho họ. Người nào có áo, có quần cùng chung tay đấy thì là phải đồng mang. Nếu mà không có như vậy á, rất là buồn lắm. Ông Dũng và các bạn từ phía nhà thân không cần ông nữa giúp đỡ họ càng sống dài sống khỏe có cái hoàn cảnh nhân dân này. Cuối cùng á là rất là vui xin kính chúc thầy Dũng, kính chúc hội tự nhiên và kính chúc anh Dũng trong và ngoài nước càng giúp đời cho họ càng nhiều hơn càng tốt còn càng được đại. Thế là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.